Hello, xin chào tất cả các anh em yêu mến cờ tướng, cờ úp. Hôm nay thì mình lại tiếp tục giới thiệu cho các anh em một số ván cờ mà mình đã thi đấu trên trang Ring Play cờ tướng cờ úp. Mình đi đốt nổ 5 tấn 1. Họ cũng đi tốt nổ 5 tấn 1 là thành tốt. Mình thì lật lên thành mã và bây giờ mình sẽ qua mã về nộ 4. Tiếp theo sẽ mình sẽ đi tốt nộ 3 tấn 1. Tiếp theo mình lên sĩ. Và đương nhiên là mình phải tiếp theo mình lên tượng. Họ đây lật được hai quân là xe cho nên là họ phá hết các quân của mình. Và bây giờ thì mình đã lật được quân xe. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Đó là xe của mình ra sân pháo. Mình sẽ tận dụng một số cơ hội có thể là mình bắt xe của họ nếu mà họ không tỉnh táo. Và họ đã chạy xe về rồi. Và tiếp tục mình ra pháo đuổi xe họ. Đấy, nên họ cũng không biết là bị mất xe nên là mình sẽ dùng pháo nổ xe của họ. Xin quân xe nhé bạn nhé. Tiếp theo thì mình lại đuổi con xe này của họ. Khi họ chạy xe thì mình sẽ hy sinh pháo để ăn đổi đi một pháo đổi đi hai sĩ.
Hiện bây giờ thì quân tượng của mình đang đuổi quân xe của họ. Nếu mà họ không để ý thì là mất xe, họ chạy chân tượng này thì lại vào chân tượng khác. Thì mình xin quân xe nhá. Trận đấu tiếp theo thì mình lại được đi trước và mình sẽ đi tốt 3 tấn 1. Và mình đi tiếp là tốt 9 tấn 1. Mình phải ưu tiên đi hàng tốt trên để khống chế họ lật quân. Tiếp theo mình xe 9 của mình bình 6. Và tiếp tốt lỗ 5 của mình tấn 1. Tiếp mình sĩ 5 mình tấn 4. Vừa là tiếp là tốt 1 mình tấn 1. Rồi họ liên tục đuổi xe của mình và bây giờ mình sẽ dùng xe đánh tượng và bắt mã của họ. Rồi, tiếp tục mình phải lên sĩ thôi. Lên sĩ của mình là thành pháo rồi. Và mình sẽ chiêu tướng họ và buộc họ phải lên sĩ hoặc là lên mã. Lên sĩ tượng mình lại đánh tiếp tục đánh chiêu tướng. Tiếp tục mình có xe về. Mục đích của mình qua về như vậy là để mình chiếu tướng, sau đó là mình lại bay mã lên chiếu tướng tiếp, bay mã chiếu tướng tiếp rồi. Tiếp theo mình dùng sĩ ăn tốt hơn.
Và tiếp theo mình sẽ ăn pháo của họ. Pháo. Và mình sẽ bay sĩ lên nước, không tướng họ sẽ ăn sĩ của mình. Mình ăn sĩ của họ. Nếu họ không có xe về để bảo vệ tướng thì họ sẽ hết cờ. Vì lý do là mình chiếu tướng và sĩ. Vậy ván cờ kết thúc rất là nhanh.